Quay lại kênh của Kiên Vlog. Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn xem cái cách dùng test nhanh của Covid để cho trẻ em nhé, cũng như là cho người lớn. Nhưng mà cái cách làm của tôi là nó không đau cho các bạn xem. Đây, tôi mua cái bộ kit về đây, tôi để đây đã. Đấy, bước 1, các bạn sẽ rửa tay trước. Đấy, các bạn rửa tay bằng bằng xà phòng, rửa tay nước nóng càng tốt nhé, bằng xà phòng. Đấy, các bạn rửa thật kỹ vào để nó tránh những cái chất tạp ở tay mình vào. Đấy, nếu mà rửa một lần không yên tâm thì rửa lần thứ hai. Đấy, bằng các cái chất sát khuẩn cũng như là xà phòng sát khuẩn. Đấy, xong để cho kỹ như thế. Xong vào lại đi. Xong các bạn lấy tay sạch, các bạn bỏ cái tờ này ra. Các bạn kỹ thì các bạn đọc 5 cái chỉ thị này, 5 cái các cái bước cho nó kỹ vào. Đấy. Đấy, nếu muốn nghiên cứu, nếu muốn không nghiên cứu thì sẽ xem thôi đây. Đấy, tôi mới bỏ một thứ này là cái, nó gọi là cái ống xé ống này. Mở túi nhôm nhá. Đây là gọi là khay thử. Đấy. Đây là nhúng vào ống chứa dung dịch thử. Đấy. Còn đây là tăm bông để ngoáy lỗ mũi. Nếu mà nhà cho có trẻ em nhá, mà nó đang có hiện tượng có mũi ấy, đây tôi chuẩn bị một cái miếng giấy lịch này cũng được, xong rồi có một cái tấm túi bóng mà cắt ra từ cái găng tay hay là cái túi bóng sạch cũng được. Đấy, để cho trẻ em xì mũi đây các bạn nhé. Đấy, xì mũi đây thì nó không phải ngoáy vào trong mũi của nó, đỡ đau. Đấy, thì cách này là nó đỡ sợ. Đấy, nếu mà xì mũi đây thì cái dịch đấy là rất là ok rồi. Đấy, thì nó không đau. Thế tôi giờ tôi để cái này ra bàn chỗ nào nó đứng như này. Đấy, để cho nó cái lượng dịch này nó được ngưng động lại phía dưới. Tôi mới xé cái này ra. Xé này ra. Ở cái chiều que, lấy que cái chiều tay nhá, tay cầm ấy. Đấy. Rút lên trước như này. Đấy, các bạn xé cái này ra chuẩn bị trước. Mới xé thôi. Đấy, để này. Để tí nữa lấy cái này ra sau. Đấy. Để trong này. Vặn lỏng cái này ra. Đấy, bây giờ rút cái que tít này, cái que test này cho mũi. Đây, cho mũi này. Nếu mà xì được ra nhá, xì được cái dung dịch ấy, thì các bạn xì ra cái giấy lại cũng được. Đấy, giấy với cái túi bóng này này, để cho nó đỡ ngấm vào cái giấy lịch. Đấy, tôi cho vào phía trong. Đây là người lớn nhá. Ngoáy nhẹ thôi, ngoáy chỗ nào chịu được thôi. Đấy,
ngoáy dần dần nhé các bạn nhé. Nếu một trẻ con nó không có mũi thì các bạn cũng ngoáy dần dần để cho nó chịu đựng dần dần, chứ đừng chọc ngay vào, nó sẽ khó chịu. Cứ gạ nó, ngoáy dần dần thôi. Đấy, ngoáy dần dần thì nó sẽ đỡ khó chịu. Nếu mà nó xì ra được thì ở bên ngoài thì không sao, nhưng nó không có dịch mũi thì các bạn ngoáy dần dần thôi. Đấy, tôi bị hắt xì hơi đấy, nên tôi cho sang mũi bên trái. Đấy, ngoáy dần dần thôi, không cần vào quá sâu đâu. Rồi, lấy dịch mũi rồi. Rồi, các bạn sẽ cầm như này nhá, cầm này, tay này để cho nó chổng ngược cái que tăm bông lên. Tay này thì vặn, đấy, tay này cầm này, đừng để cho cái que tăm bông nó sát vào đâu. Xong chọc cái que vào đây, đấy, các bạn ngoáy ngoáy, ngoáy trong đây khoảng 10 vòng nhá, 10 vòng, đấy, đừng để nó đổ. Đấy, nếu mà có cái có cốc không nào nó to to, các bạn để ở trong này để cho nó chắc ăn, nó đỡ đổ. Đấy, để trong cốc này cho nó không đổ. Thế là rút thằng này ra, đặt vào chỗ cái khăn này, trong đây nó có gì, có hạt chống ẩm thôi, nó không có gì cả. Đấy, thì vứt đi. Thế giờ để thời gian là 10 vòng thôi, trong 1 phút nhá. Đấy, các bạn để trong 1 phút. Từ nãy giờ là được hơn phút rồi. Rồi, các bạn để phải từ 1 phút trở đi càng tốt. Phút rưỡi. Đấy, tôi đoán tầm như này nó là phút rưỡi rồi. Thế là tôi ngâm trong đây là 2 phút rưỡi các bạn nhé. Đấy, tầm 2 phút rưỡi rồi. Để cho vệ sinh thì các bạn lại tay cầm kẹp này. Đấy, các bạn cho đây nhé. Đấy, các bạn xong rồi, gạt nó đi, gạt nó không chảy ra ngoài, các bạn cho đây. Đấy, để tạm đây tí cho vứt đi. Các bạn vặn cái đầu lại, tay lúc nào cũng cầm, từ khi bỏ trong cái cốc ra đừng để nó nghiêng. Đấy,
các bạn mới vặn cái nút này để nhỏ ra cái gọi là cái khay test này, các bạn nhỏ 3 giọt nhá, nhỏ 3 giọt. Một, hai, ba giọt. Ba giọt nó gần được một lửa của cái bát này. Đấy, các bạn theo dõi kết quả nhá. Đấy, tôi lại đóng cái lắp này lại để vứt đi. Đấy, trong thời gian theo dõi thì tôi sẽ bỏ cái này vào thùng rác. Đây, bỏ cẩn thận không hề lây lan. Và cái này thì dùng cho trẻ em nhé, các bạn cho trẻ em xì mũi ở đây, nếu không dùng ấy thì cũng gói luôn, vứt vào thùng rác. Đấy, chờ đợi kết quả. Đây là chỉ số T là vạch thử, còn C là vạch chứng. Vạch chứng là vạch chứng nhận đấy. T là vạch thử đúng không? Đúng rồi. À, vạch trứng các bạn ạ. Vạch trứng là cái vạch nó lên đầu tiên. Đấy, còn T là vạch xác nhận nhá. Chỉ mỗi vạch C đây. Đây đây, các bạn xem nhé. Tôi cho các bạn xem này. Cái vạch C và vạch T này là dương tính này. Vạch hai vạch này mà rõ là dương tính. Thế còn cái vạch C lên đầu tiên rõ, vạch T mà cũng bị dương tính nhá. Đấy, cái vạch T này mà mờ là vẫn bị. Thế còn vạch C này này mà rõ mà không có vạch T thì là âm tính. Đấy, thế còn cái kit nào nhá, cái kit test nào mà cả C cả T không có gì thì là cái kit đấy là kit không có giá trị gì cả. Đấy, tiến hành xét nghiệm lại một cái test thử mới. Làm sai quy trình. Hoặc làm sai quy trình gì đó đấy, làm lại. Hoặc là phải mua cái, nếu mà mình đã làm đúng rồi thì phải mua cái khác. Đấy, mua que thử khác. Nếu mà chưa làm đúng thì lại phải mất tiền mua cái test thử khác. Nếu mà cái test đấy đã có giá trị, đã có kiểm nghiệm tốt trên thị trường. Thế còn cái cuối cùng đây là nó chỉ có cái vạch thử thôi, là vạch chứng nhận là mình đã bị ấy, thì là cũng không có giá trị. Đấy, thế video này tôi quay cho các bạn xem về cái cách làm cũng như là cái cách sử dụng cái test thử COVID này. Đấy.
để cho các bạn xem cho được thử cho nó chuẩn. Và làm cách cầm cái ống dung dịch ấy cho nó chuẩn. Thế video đến đây là hết các bạn nhé, tôi không bị nhá. Đấy. Lên cái vạch C này là vạch trứng, vạch dưới là vạch thử. Vạch thử này là vạch quan trọng ấy, vạch dưới ấy. Đấy, mong các bạn làm cái cách cầm là đúng như tôi giới thiệu nha. Xin chào các bạn. Nhớ đăng ký và ấn like cho tôi nhé.